Tao xuống vào đây. Đấy, nhà tao đây. Tao xuống rồi. Lấy nhiều con nha. Thôi. Chúng tôi qua thăm nhà, có việc trao đổi với ông một chút xong chúng tôi đi luôn. Không được đâu chứ. Đã tới đây là phải uống rượu với nhau chứ. Bây giờ xin mời tất cả vào đây. Vào đây. Vào đây, cả hướng nó vào đây. Đồn trường là phải ngồi cái ghế to chắc chắn như thế này. Còn chú ngồi ghế kia. Tôi để mình ngồi ghế này, mình đau lưng rồi, có tuổi đau lưng tí. Nào, con chú, lấy rượu ngon ra đây. Rượu này là rượu đặc biệt, tiếp khách đặc biệt. Đó, rượu này chăm sóc nó là còn khó hơn là tao chăm sóc thằng con trai tao đấy. Rượu ngô. Đúng rồi, rượu ngô. Mời ông. Anh ạ, đây là loại ngô đặc biệt, trồng ở nương riêng trên cao, tránh thụ phấn với các loại ngô khác. Sau khi thu hoạch thì ủ từ 6 tháng đến 1 năm rồi mới mang đi chưng cất đấy ạ. Phải rồi. Dạ. Rượu này là rượu đặc biệt lắm đấy. Dạ. Ngon lắm. Nào, uống đi. Mời đồn trưởng. Uống hết chứ. Uống hết mới thực lòng thực cái bụng với nhau chứ. Uống đi, phải uống hết. Tao là người như thế nào thì bà con không biết rồi. Có người nói với tao là có tấm lòng vàng, tấm lòng bạc, bà con hay nói thế mà. Nhưng thực ra cái bụng của tao thì uống nhiều ngô và ăn mềm mến thôi. Ông ơi, bà con nói thế cũng có ý đúng mà. Ông là người đã có công mang con giống, cây giống về với bản làng, giúp cho cuộc sống của bà con tốt đẹp hơn ạ. Đấy là ta đầu tư đấy. Hồi xưa thì ta cũng khó khăn lắm. Có những lúc là phải gặp cái chiếc cây. Nhưng là ta biết làm ăn mới có được như ngày hôm nay. Muốn làm ăn thì phải có đầu tư. Đầu tư thì phải có người làm. Người làm là ai? Người làm là bà con dân bản. Khi tao có tiền rồi thì tao muốn xóa cái đói, giảm cái nghèo. Tao phải đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển học hành cho bọn trẻ con được có cái chữ. Cái đó là ở miền xuôi gọi là đào tạo nhân lực ở trình độ cao, cũng như đồn trường đây là có trình độ cao, được đào tạo trình độ cao mới lên ngồi cái ghế đồn trường được chứ, phải không nào? Ông đúng là người có tầm nhìn xa. Bảo sao mà ông giàu như thế này mà ông đã giàu như thế này rồi, ông nói gì cũng đúng. Thôi không nói nữa, bây giờ lại uống với nhau làm một tí đi. Dạ. Thật ra thì tôi mới về đây nhận công tác, mà muốn hoàn thành được nhiệm vụ thì phải dựa vào dân, đặc biệt là những người uy tín như ông. Chính vì vậy tôi mong là ông sẽ hỗ trợ chúng tôi. Mày nói phải lắm, mà đã có lời với tao rồi thì tao sẵn sàng giúp đỡ mày thôi. Nào, uống đi. Chị hát karaoke đồn trưởng hát hay không? Anh Trung là giọng ca vàng đấy. Ôi à, thế à? Thế thì hay quá, tí nữa phải hát chứ. Còn là một lần uống, 10 lần say, 5 lần lăn quay ra giường. uống đi. Thằng kia mày uốn éo gì như con khỉ thế hả? Mắt mày mù à? Cái mồm mày không có cái lời chào à? Đằng nhai mà không kịp chào đâu. Mày tắt cái nhạc đi. Mày không biết là tao đang tiếp khách ở đây à? Tao sợ hậu quả đấy. Bây giờ chào. Chào cán bộ biên phòng à? Mày tắt nhạc đi. Mày muốn nghe nhạc thì mày mang về phòng mày nha. Rồi lên mày nhảy múa ở trong này nha. Ok, không được. Tôi đang vui mà tôi có chuyện muốn nói với bố luôn đấy. Mày vô cái gì? Mày cái thằng này mày Ok. Mày.
Vui thật mà. Nhà này mà đông đủ người thì vui phải biết anh ạ. Thank you.